Em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Gió Mùa Ký Sự có một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại thì hôm nay em lại tiếp tục cập nhật về tình hình diễn biến của việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Không biết hôm nay diễn biến như thế nào rồi. Thì hôm nay là vào buổi chiều thứ 6 ngày 21 tháng 7 2023. Khu vực này chính là khu vực bên địa phận của Tiền Giang, bên trụ T15 và nhịp biên trụ T14 nè. Hiện tại thì hôm nay thì em vẫn thấy là chưa đổ bê tông cho khối SK13 luôn nha cô chú anh chị em. Hiện tại thì ở khối SK13 bên Tiền Giang ở trụ T15 nè, thì mình thấy bên trên thì khu vực này thì vẫn còn ngổn ngang rất là nhiều các vật tư thiết bị nằm tại khu vực này luôn. Còn ở bên dưới thì chiếc xà lan tạm trọn trên thị nổi nằm neo đậu cặp theo cái bệ của trụ T15 trụ Háp nè, thì chờ sẵn. Thì bây giờ em sẽ di chuyển một vài vị trí ở bên Tiền Giang để cho cô chú anh chị em mình cùng xem coi diễn biến tình hình bên Tiền Giang như thế nào và ra sao nha. Và sau đó thì em sẽ tiếp tục chia sẻ bên trụ T16 và bên Vĩnh Long nha. Hiện tại thì giờ này cũng đã chiều tối rồi, cũng bước sang cái giai đoạn đổi ca để cho những anh em ca đêm để làm việc nè. Thì bây giờ em sẽ tiến lại gần khu vực của khối SK13 hướng ra ngoài lòng sông bên trụ T15 coi diễn biến coi như thế nào rồi. Thì ở đây thì em phát hiện hiện tại thì đang đổ bê tông, đang chuẩn bị nè. Để em tiến lại gần coi có đổ chưa nha. À, đã đổ bê tông nè. Đây là những mẻ bê tông đầu tiên ở cái khối SK13 hướng ra ngoài lòng sông bên trụ T15 bên bờ Tiền Giang nha. Ở góc nhìn này thì cô chú hãy quan sát được anh em công nhân đang đưa cái vòi hướng dẫn chuyển cái vòi bê tông để bơm bê tông những mẻ bê tông đầu tiên xuống bên dưới cái khu vực của khối SK13 này bên trụ T15 nè. Bên cạnh đó thì có một số anh em thì cầm những cái thiết bị những cái ống để mà gọi là đầm dùi á, cho bê tông nó được chảy xuống những vị trí để mà đúng vị trí thiết kế để đổ bê tông. Hy vọng hướng video này có thể là giúp cho cô chú anh chị em mình nắm được tình hình diễn biến của việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đã tới đâu rồi. Thì sau một đêm ngày hôm qua thì và ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay cũng chưa đổ bê tông, đến tận chiều ngày 21 hôm nay, tối hôm nay thì mới bắt đầu cho cái việc đổ bê tông của khối SK13 bên trụ T15 bên bờ Tiền Giang nè. Và bắt đầu thì em thấy là đổ ở ngoài khu vực của khối dầm K13 này hướng ra ngoài lòng sông thì đổ trước nha. Bên bển thì cách với khoảng 300m hơn thì đó chính là cầu Mỹ Thuận 1 hiện hữu. Còn cho cô chú xem bên đây đó, thì giữa hai đôi bờ nó rất là gần nhau rồi nè. Giữa bên Vĩnh Long bên đây là bên quân đỏ nè, bên Vĩnh Long. Còn mà bên quân xanh là bên của Tiền Giang nha. Hình ảnh cận cảnh những anh em đang đổ bê tông. Rồi bây giờ thì em sẽ di chuyển một vài vị trí khác nữa để cho cô chú anh chị em mình cùng xem coi
cái diễn biến của việc thi công cũng như là tiến độ tới đâu rồi nha. Đây là một cái cầu với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ, nằm trong hệ trục đường cao tốc Bắc Nam nha. Thì sau khi hoàn thành cầu này qua đường cao tốc Mỹ Hưng Cần Thơ thì lúc đó thì mình có thể mình có thể mà từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Cần Thơ bằng đường cao tốc được nha. Góc quay này thì cô chú cũng thấy là hai bên hai cái xe đúc nó gần sắp sửa đụng nhau nè, không còn bao nhiêu nhịp nữa đâu đó. Góc nhìn này thì trên màn hình tivi hay hoặc là trên những cái thiết bị có màn hình lớn để cô chú xem có thể nhìn thấy rất là rõ về khoảng cách giữa hai cái bên của hai cái khối dầm, bên trái là bên Vĩnh Long còn bên phải là bên bờ Tiền Giang nè. Rồi em sẽ di chuyển một vài vị trí khác để cho cô chú anh chị em mình cùng xem nữa nha. Neo đậu ở bên dưới cặp theo cái bệ trụ nè, là những cái thiết bị và những chiếc xà lan và chiếc tàu tạm trộn trên hệ nổi nè. Thì về quy mô và cũng như là một số thông tin khác nữa thì cô chú có thể mà xem bên dưới phần mô tả của video này của em thì có đề cập rất là rõ về các thông tin của cây cầu này nhé. Cầu Mỹ Hưng 2 này rộng tới 25m cho 6 làn xe di chuyển bên trên nha, và chỉ dành cho ô tô di chuyển trên hệ trục đường cao tốc Bắc Nam. Rồi bây giờ em sẽ đảo vào bên trong này coi một cái nha. Trong đây là khu vực của đường dẫn, cầu dẫn. Thì em thấy là những cái phiến dầm Super T đã chuẩn bị sẵn ở bên dưới, đã đúc đổ sẵn bên dưới rồi nè, để chuẩn bị cho thời gian sắp tới thì sẽ tiến hành để lau lắp các phiến dầm này lên bên trên. Và bên dưới thì thấy dưới cái trụ dưới dầm cầu nè, thì thấy có các cuộn màu trắng nè. Thì theo em được biết là cuộn màu trắng nó hình như là xa quá nhìn thấy không rõ nha. Cuộn màu trắng là những cái cuộn thép, những cuộn thép di văng. Không biết mình trong đây có đổ hay chưa, xa quá thì em sẽ di chuyển lại gần xíu để bà con cô chú bác mình quan sát cho rõ hơn. Hiện tại ở bên trong bờ thì em thấy cũng là đang đổ bê tông luôn này nha. Đang tiến hành đổ bê tông. Rồi bây giờ thì em sẽ di chuyển qua bên bờ Vĩnh Long để cho cô chú anh chị mình cùng xem bên cái trụ T16 coi việc thi công và diễn biến ra sao như thế nào rồi nha. Hiện tại thì cô chú cũng đã thấy được, nắm được tình hình cập nhật liền nóng hổi cho cô chú mình về cái bên bờ Tiền Giang, cũng đang tiến hành cho việc đổ bê tông cho khối K13, chính là khối dầm sẽ liên kết với cái trụ T14 của nhịp biên. Còn đây chính là khu vực của dầm K13 bên Vĩnh Long nè. Hôm qua em cũng có chia sẻ
gì bên đây. Thì hôm nay chắc có lẽ là sáng giờ cũng đã kéo xong cáp dưỡng lực rồi. Đây. Cũng đang trong quá trình cái công đoạn kéo cáp dưỡng lực. Để tiếp tục di chuyển vào bên trong nữa nha. Trong bờ của Vĩnh Long xem coi việc thi công như thế nào rồi. Video này thì em bận công việc nên đến ghi hình cũng hơi trễ hơi tối, có thể là hình ảnh nó cũng không được sắc nét, thì mong cô chú anh chị em mình thông cảm bỏ qua nhé. Đây là bên trong khu vực của trụ T17 thi công cái phần nhịp biên. Tại vị trí này thì em phát hiện thấy là cũng đang thi công. Đây. Thì chỉ còn có một cái rãnh nhỏ này thôi là sẽ liên kết giữa hai cái khối bê tông, giữa bên khối bê tông của K13 và bên nhịp biên của trụ T17. Ở khu vực bên dưới này thì mình thấy là có rất nhiều anh em công nhân đang thi công và các thiết bị vật tư rất là nhiều luôn. Một chiếc cẩu rất là lớn có trọng tải khoảng 350 tấn đậu nằm bên dưới xà lan này, đang cẩu các thiết bị vật tư cho ở bên trên cái khu vực của cái nhịp biên của trụ T17 nè. Còn bên khu vực này chính là khu vực của cái cầu dẫn và đường dẫn bên Vĩnh Long, thì cũng chưa có thay đổi nhiều, thì cho nên là em cũng không ghi hình trong đây nha. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những hướng phim khác để ghi hình về trong khu vực của đường dẫn khi mà có những thay đổi nhiều á. Rồi như vậy thì em cũng vừa chia sẻ ngắn về cái cầu Mỹ Hưng 2 cập nhật vào buổi chiều tối ngày hôm nay và vào ngày thứ sáu 21 tháng 7 2023 nha. Rồi cô chú anh chị em xem trên video nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nhé.